Việc khai trương 6 cửa hàng VinFast đầu tiên tại Mỹ đánh dấu một cột mốc quan trọng cho hành trình toàn cầu của công ty. Khi chúng tôi hướng tới việc mang đến những sản phẩm và dịch vụ cao cấp cho người tiêu dùng Mỹ, chúng tôi tự hào dẫn dắt của cách mạng xe điện toàn cầu hướng tới một tương lai bền vững. Tương lai này chính thức thực hiện bước tiếp theo tại California và sẽ sớm mở rộng trên khắp nước Mỹ và toàn cầu. Hello, Lý quay trở lại rồi đây. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nhé. Hôm nay chúng mình cùng tới với một bài phân tích mới về VinFast trên tạp chí nước ngoài nữa nha. Trong tổng số 560.000 xe điện được bán ở Mỹ, có đến hơn 250.000 xe được bán ở California. Sự phổ biến của xe điện ở tiểu bang này đã thu hút được sự chú ý của hãng xe Việt VinFast. Theo kế hoạch, VinFast dự kiến mở thêm 30 cửa hàng nữa tại California trong năm nay 2022. Chiến lược của VinFast. Mới đây, Văn phòng Tổng thống tiểu bang California, Mỹ đã công bố báo cáo về tiến độ của thị trường xe điện tại bang này. Báo cáo cho thấy gần 18% tổng số xe ô tô được bán tại bang này là xe điện. Nếu so với một số nước châu Âu, con số này có thể không lớn. Tuy nhiên, tại một thị trường mà xe điện chỉ chiếm khoảng 6% doanh số bán ô tô mới trên toàn nước Mỹ, đây là một con số rất ấn tượng. Cũng cần lưu ý, con số đó sẽ thấp hơn nhiều nếu không có California, bởi có đến hơn 250.000 xe điện được bán ra ở California trong tổng số khoảng 576.000 xe điện được bán ở Mỹ. Theo nhà báo Fred Lambert, năm 2023 sẽ là một năm quan trọng đối với xe điện ở California. Sự ra mắt của một số mẫu xe EV mới vào năm 2023 sẽ là điều đáng mong chờ, nhất là xe bán tải chạy điện. Sự phổ biến của xe điện ở California cũng là điều thu hút sự đầu tư của hãng xe Việt VinFast. Ngày 15 tháng 7, hãng xe này đã thông báo mở cửa 6 cửa hàng đầu tiên của họ tại California. Việc khai trương 6 cửa hàng VinFast đầu tiên tại Mỹ đánh dấu một cột mốc quan trọng cho hành trình toàn cầu của công ty. Khi chúng tôi hướng tới việc mang đến những sản phẩm và dịch vụ cao cấp cho người tiêu dùng Mỹ, chúng tôi tự hào dẫn dắt của cách mạng xe điện toàn cầu hướng tới một tương lai bền vững. Tương lai này chính thức thực hiện bước tiếp theo tại California và sẽ sớm mở rộng trên khắp nước Mỹ và toàn cầu. Phó Chủ tịch Vingroup kiêm Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu Lê Thị Thu Thủy cho biết. Theo kế hoạch, VinFast dự kiến mở thêm 30 cửa hàng nữa tại California trong năm nay. Các cửa hàng này sẽ trưng bày và bán các loại xe điện của VinFast, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm dịch vụ khách hàng của công ty. VinFast Santa Monica, một trong 6 cửa hàng đầu tiên, tọa lạc tại Santa Monica Place, là một trung tâm mua sắm hiện đại, có lượng người lưu thông cao nhất ở khu vực Los Angeles. Đây là chiến lược của VinFast nhằm mở rộng mạng lưới địa điểm, qua đó xây dựng mối quan hệ cá nhân hóa với khách hàng. Hiện tại, hãng Tesla của tỷ phú Elon Musk vẫn đang nắm ngôi vương khi sở hữu 2/3 thị trường xe hơi chạy điện ở Mỹ. Theo Electrek, nếu không có nhà sản xuất ô tô có trụ sở tại Texas, doanh số xe điện ở Mỹ sẽ rất thấp. Như vậy, còn rất nhiều việc phải làm ở phần còn lại của đất nước, bởi tỷ lệ xe điện ở Mỹ sẽ chỉ chiếm 4% nếu không có California. Mọi thứ cần phải thay đổi để có thể áp dụng rộng rãi hơn. Bên cạnh đó, còn phải đầu tư nâng cấp các yếu tố cơ sở hạ tầng EV. Vì sao VinFast tự tin tạo đột phá ở Mỹ? Tại Mỹ, VinFast hiện đang triển khai kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất xe và pin điện ở North Carolina với gói đầu tư lên tới 4 tỷ USD. Tại hội nghị đầu tư toàn cầu Bloomberg Invest do Bloomberg tổ chức vào ngày 12-13 tháng 10 vừa qua, một nhà báo đã đặt câu hỏi dựa trên cơ sở nào để VinFast tin rằng hãng sẽ có thể tạo đột phá ở thị trường Bắc Mỹ. Trả lời cho câu hỏi này, bà Thủy cho rằng VinFast sẽ thu hút khách hàng nhờ vào ba giá trị cốt lõi, sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp lý và dịch vụ xuất sắc. Cùng với đó, VinFast còn sở hữu chính sách bán hàng sáng tạo và linh hoạt. Đây là những yếu tố được kỳ vọng sẽ giúp xe điện VinFast dễ dàng tiếp cận hơn với thị trường. Về chất lượng cao, theo bà Thủy, bên thiết kế mẫu xe VinFast đều có các đối tác hàng đầu thế giới, xe sở hữu ngoại thất hiện đại, nội thất sang trọng, sành điệu. Đặc biệt, sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất, Euro NCAP, NHTSA. Về công nghệ, xe điện VinFast có tính năng tự lái cấp độ 2+, tương đương với xe điện của các hãng lớn. Trong tương lai gần, xe sẽ còn được nâng lên cấp độ 4. VinFast có các tính năng Smart Saver vượt trội nhằm đem lại sự tiện nghi tối đa, đáp ứng các nhu cầu thiết thực và mang lại trải nghiệm di chuyển thú vị cho khách hàng, lãnh đạo VinFast cho hay. Theo bà Thu Thủy, xe VinFast là xe sang, chất lượng cao đã đẳng cấp quốc tế nhưng vẫn giữ bán giá hợp lý. Chính sách bán hàng với hai sự lựa chọn linh hoạt, bán kèm pin hoặc cho thuê pin, giúp tạo sự chủ động tối đa cho khách hàng. Cuối cùng là dịch vụ, hậu mãi xuất sắc. Bà Thủy cho biết, VinFast tiền phòng với chính sách bảo hành toàn bộ xe và pin xe lên đến 10 năm, hoặc 200.000 km sẽ sửa để nâng lên.
Đây là một trong những chính sách bảo hành tốt nhất thị trường, mang lại sự an tâm cho người sử dụng. Hệ thống xưởng sửa chữa của VinFast và của các đối tác rộng khắp, thời gian cung cấp phụ tùng tối đa chỉ khoảng 24 giờ. Dịch vụ Mobile Saver bao gồm sửa chữa tận nơi và dịch vụ sửa chữa lưu động, giúp nâng cao trải nghiệm và sự tiện lợi cho khách hàng. VinFast tự tin mang đến những trải nghiệm chăm sóc khách hàng xuất sắc, chuyên nghiệp kiểu phương Tây, kết hợp với tinh thần phục vụ tận tâm, tinh tế và chu đáo đặc trưng của châu Á, đưa chất lượng dịch vụ của VinFast lên một tầm cao mới. Tờ ChoiceNews.com cách đây 2 hôm có bài viết: Các nhà xây dựng phương Tây có nên cảnh giác với VinFast? VinFast thuộc sở hữu của Vingroup, công ty tư nhân đầu tiên và lớn mạnh nhất cả nước, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, giáo dục, viễn thông, y tế, khách sạn. Nguồn doanh thu hàng năm đạt 14 tỷ đô la, 70.000 nhân viên và mức định giá 39 tỷ trên thị trường chứng khoán châu Á. Công ty đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự xuất hiện của mình. Và để tìm hiểu, chúng tôi đã đến trung tâm của nhà máy tập đoàn hướng Hải Phòng, phía Bắc Việt Nam, nơi sản xuất VF8, VF9 và sau này là VF7 sẽ hạ cánh tại đây. Chính ở đó, rộng hơn hàng trăm ha, đã xuất hiện một nhà máy lớn vào năm 2018 với vốn đầu tư 3,5 tỷ đồng. Nó có tiềm năng sản xuất 250.000 xe mỗi năm và tỷ lệ có thể tăng lên 950.000 mẫu xe hàng năm. Nhưng VinFast muốn kiểm soát toàn bộ chuỗi sản xuất của mình, họ đã bổ sung một Gigafactory để lắp ráp các tế bào nhỏ ban đầu của Samsung. Mối quan hệ đầu tiên với BMW. Nhưng bạn sẽ không cải thiện với tư cách là một nhà sản xuất xe hơi. Ngoài ra, để rút kinh nghiệm, VinFast đã gia nhập BMW với kế hoạch đôi bên cùng có lợi. Tại Việt Nam, ô tô nhập khẩu chịu thuế 200%. Vì vậy, để tránh khoản chi phí bổ sung khổng lồ này, người Đức đã giao cho một công ty trong nước nhiệm vụ cải tạo X5 và 5 series của họ, có tên lần lượt là VinFast và VinFast Slug. Vì vậy, trong 4 năm, những người Việt Nam đã tìm hiểu và tích hợp chất lượng sản xuất của Đức. Giờ đây, VinFast đã tự đứng trên đôi chân của mình và họ có quy mô. Để đạt được điều này, một nhà máy là tốt, nhưng 3 nhà máy tốt hơn, đặc biệt là để phát triển quốc tế. Ngoài ra, nhà sản xuất Việt Nam đã quyết định đầu tư 2 tỷ đô la Mỹ vào đơn vị sản xuất thứ hai hiện đang được tiến hành. Nó sẽ sử dụng 7.000 người trong 3 năm và châu Âu sau đó. Sẽ không bị lãng quên vào một nhà máy thứ 3 dự kiến sẽ mở tại Đức, với vốn đầu tư tương tự như nhà máy sản xuất tại Hoa Kỳ. Con số này lên đến 7,5 tỷ, nhưng nó không kết thúc ở đó, bởi vì khi yêu, bạn không tính. Đối với việc phân phối xe của mình, VinFast không muốn đi lòng vòng ở các đại lý độc lập. Các nhà để xe và xưởng xe của anh ấy ở tất cả các quốc gia anh ấy ở. Anh ấy quan tâm đến việc trở thành chủ sở hữu. Tại Pháp, 8 công ty đang được xây dựng hoặc sắp mở và một công ty Việt Nam muốn mở 20 và 50 công ty trên khắp châu Âu, thuê 700 công nhân. Cùng với các cửa hàng thuộc sở hữu trực tiếp này, thương hiệu mới dự định bán hàng trực tuyến với chính sách thương mại được kích hoạt trong hai lĩnh vực, trực tuyến và thực tế, theo phong cách Tesla. Nhưng làm thế nào để tài lại tất cả các VF7, VF8 và VF9 sẽ tăng lên? Thật đơn giản, một lần nữa, chỉ cần nhìn vào khía cạnh của Tesla, người đã thành công hơn trong vấn đề này. Đây là trường hợp ở Việt Nam, thương hiệu mới đã được tài trợ và lắp đặt các trạm thanh toán nhanh của mình. Hiện đã có 40.000 trạm trong số đó. Như một chỉ dẫn, tổng cộng có 65.000 người ở Pháp. Chúng tôi đi xe VinFast, chúng tôi đi học ở VinSchool và chúng tôi mua sắm ở VinMall. Nhưng VinFast không có ý định thành lập các trung tâm của riêng mình ở châu Âu, hoặc đó là vấn đề thỏa thuận hợp tác với các cơ sở hạ tầng hiện có. Chẳng hạn như Ionity, nhưng việc kinh doanh vẫn chưa được ký kết. Theo cách tương tự, nhà sản xuất mới không đi và vì lý do chính đáng để cho phép khách hàng của mình ở lục địa ra được hưởng lợi từ môi trường sống động của họ. Như chúng tôi đã nói, Vingroup là một tập đoàn lớn, do đó việc có một trường đại học, 7 bệnh viện và nhiều trường học, nhưng cũng có các kế hoạch bất động sản cho phép khách hàng của họ có được một gói. Mua biệt thự Vinhome, anh chị sẽ được giảm giá xe ô tô VinFast, học phí trường VinSchool tại VinUniversity cho con em mình. Và khi đến ngày lễ, họ có thể ở trong những khách sạn lớn của Vinpearl, luôn được giảm giá. Rõ ràng là người châu Âu và người Mỹ sẽ không được hưởng lợi từ thiên hà Vingroup bằng cách mùa VF8 sẽ tới với chúng tôi trong vài tháng tới. Ít nhất là không phải bây giờ, vì sự đổ bộ của ô tô VinFast không phải là con ngựa thành choi hướng ra thị trường quốc tế. Ban quản lý tuyên bố rằng họ đang nhắm mục tiêu vào ô tô, không phải các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, nếu thành công, việc đa dạng hóa sản phẩm ở nước ngoài sẽ hấp dẫn một tập đoàn đầy tham vọng như vậy. Nhưng điều quan trọng vẫn là, thành công này nằm ở hội nghị Tesla, mẫu xe của Mỹ bắt đầu khởi động từ năm 2008. Khi ra đường và phải đợi hơn chục năm mới có tiền, liệu VinFast có đủ sức chống lưng để níu kéo vào đầu tư cho thời điểm đó? Trả lời vào năm 2032 để xem liệu trong năm đó, VF7, 8 và 9 và con cháu của họ có thể đẩy trên đường phố của chúng ta hay không? Theo các bạn thì VinFast có thể phổ biến ở Mỹ không?
hãy để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận nhé. Like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ Ad nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.